Vâng các bạn ạ, hôm nay thì mình rất vui khi mà về được một lô hàng ThinkPad X1 Carbon Gen 9. Thì như các bạn biết đấy, là với mẫu X1 Carbon Gen 9 là đời sản xuất là 2021, nhưng bây giờ là 2024 rồi, thì anh em vẫn thấy là đây là có hộp đầy đủ. Thì đây chính là các sản phẩm đến từ nhà Lenovo trực tiếp bán ra. Và đây sẽ được gọi là, các bạn sẽ nhìn ở đây, nó sẽ ghi là Refurbished Product. Đấy, tức là gì? Đây sẽ là cái sản phẩm Factory Refurbished. Cụ thể hơn ấy là tại sao lại có những mặt hàng này? Đấy là nó sẽ có một trong những trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên là trường hợp là sản phẩm đang là hàng mới nhưng hãng người ta clear sản phẩm, người ta không muốn bán cái dòng này nữa. Tức là các cái model cũ ấy. Đấy là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai là người dùng ở bên Mỹ được trải nghiệm trong vòng 1 tháng vì bất kỳ lý do gì, người dùng bên Mỹ trả lại hãng. Đấy là người dùng bên Mỹ người ta trả lại hãng nhé. Một là anh em không thích này, hai là bị lỗi gì một cái vấn đề nhỏ gì đó. Đấy thì ví dụ lỗi màn, thậm chí là lỗi main. Đấy, một cái vấn đề gì đó. Đấy là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là hàng brand new ship đến nhà của khách hàng lẻ ở tại Mỹ nhưng vì một lý do nào đó người ta không nhận, ví dụ người ta không có đi nữa hoặc là người ta không có nhu cầu mua nữa, thì người ta sẽ đều trả lại hãng. Và trường hợp thứ tư chính là những trường hợp là Lenovo người ta sẽ cho thuê lại các cái dự án này, các bệnh viện này hay là các trường học, cho thuê lại máy trong khoảng tầm 3 năm. Cứ mỗi cái hợp đồng đấy cho thuê là các cái trường học hay là dự án đấy người ta sẽ trả lại cho cái hãng. Đấy thì ở với 4 trường hợp đấy, dù bất kỳ trường hợp nào, với 4 trường hợp đấy thì trong bất kỳ trường hợp nào hãng Lenovo đều thu hồi lại và refactory lại từ cơ đến điện. Đấy thì và người ta sẽ đóng gói lại dạng hộp như thế này. Đấy, dạng hộp như thế này. Và gọi đây sẽ là hàng refurbished product. Đấy các bạn nhé, các bạn cũng hoàn toàn có thể hiểu ở đây ấy, là đây không phải là hàng mới mà đây sẽ là hàng qua sử dụng, gọi là lướt hoặc là siêu lướt đi, bởi vì hãng người ta đã refactory lại rồi. Thì với 4 trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ định nghĩa luôn đây không phải hàng mới các bạn nhé, tức là nó được dạng là như một là hàng qua sử dụng đi, hàng qua sử dụng dạng là line new product, đây đã được chính hãng refurbish lại rồi. Thì ngoài cái tên gọi là refurbish product này ra thì mình có thể gọi thêm là factory refurbish. Đấy, tức là gì, được tân trang lại bởi hãng. Và với những cái mặt hàng refurbished như thế này ấy, thì nó sẽ là có từng lô thôi, nó sẽ có từng lô, nó sẽ không có đều. Ví dụ như hôm nay mình về được 50 chiếc X1 Carbon Gen 9 thì với những lô hàng sau ấy, là sẽ là các cái mã mặt hàng khác. Ví dụ lô hàng sau là sẽ về X1 Yoga Gen 8 này hoặc là ThinkPad T14s. Đấy, tức là nếu những bạn nào mà xem cái vid này ở trong khoảng tầm 3 tháng sau khi mình quay cái vid này là sẽ gần như là sẽ không còn lô này nữa, sẽ không còn X1, cũng có thể là không còn Gen 9 nữa, nhưng nó sẽ là các mã mặt hàng khác. Nhân tiện ở trong vid này thì mình sẽ unbox một chiếc X1 Carbon Gen 9 để mình ship cho anh Xuân Vũ ở Khánh Hòa. Và với mẫu X1 Carbon Gen 9 mà anh Xuân Vũ có mua thì sẽ có cấu hình là i5-1145G7, RAM 32GB, SSD 256GB và màn sẽ là màn Full HD có cảm ứng nhé. Và ok, thì như anh có thể thấy ở đây là bên em đã về một lô hàng này là 50 chiếc thì đã bán được 3 chiếc rồi, thì ở đây đang còn 47. Đây 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47. Đấy, thì lô này về được 50 chiếc thì đã có 3 bạn mua rồi. Thì bây giờ mình em sẽ chọn random một chiếc cho anh Xuân Vũ. Tất cả đều là nguyên đai nguyên kiện hết. Các bạn ơi, các bạn cũng chú ý nhá. Đây mình sẽ chọn một chiếc random cho anh Xuân Vũ. Chiếc nào cũng được. Đây một chiếc này đi. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy này, với hàng refurbish khi mà bên mình nhận được ấy, bao giờ cũng sẽ là nguyên đai nguyên kiện hết. Đấy, tem từ hãng. Đấy, nhưng do đây không phải hàng mới, kể cả hàng mới đi nữa, bên mình về cũng sẽ unbox. Bên mình về cũng sẽ unbox và kiểm tra cho các bạn ở bên trong trước. Đây sẽ là tem của hãng luôn nhé. Bây giờ em sẽ unbox máy cho anh Xuân Vũ để ship cho anh Xuân Vũ ở Khánh Hòa. Đấy thì như các bạn sẽ nhìn thấy ở trong lô hàng này đây. Đây, tất cả đều nguyên đai nguyên kiện hết. Đều có tem hết. Đấy, con này sẽ có tem. Đây, con này có nguyên tem nhé. Nhưng mà nó bị do là ép lại thôi. Ok, đấy. Đây. Đấy, tất cả đều là nguyên tem hết. Ok, bây giờ mình sẽ unbox máy cho anh Xuân Vũ ở Khánh Hòa. Đấy. Ok, đây sẽ là refurbished product. Ok, em sẽ tiến hành cho anh Xuân Vũ xem hàng luôn và ship cho anh Xuân Vũ ở Khánh Hòa. Đây sẽ là cái quy cách đóng gói của hàng Lenovo Refurbished. Đấy. Ok, bây giờ em sẽ lấy ra cho anh. Cũng khá là giống với cả Dell Refurbished,
nhưng mà em thấy là đóng đẹp hơn, đẹp hơn đeo Refurbished. Đấy, còn đây sẽ là sạc này, sạc ở đây. Đấy, sạc ở đây, anh xem. Giá thì cũng tương đương với cả hàng cũ qua sử dụng ở trên thị trường thôi. Đây, sạc đây. Đây chắc chắn sẽ là sạc zin theo máy luôn. Đấy, bên em sẽ tiến hành là lấy máy ra cho anh. Đây, đây sẽ là lời nhắn gửi của Lenovo này. Bây em sẽ lấy máy ra cho anh. Mở hết này ra đã. Ok. Đây. Đây nhá, đây sẽ là hiện trạng thực tế của máy luôn. Anh nhìn xem này, là em thấy ở đây là đã có dấu hiệu qua sử dụng. Đấy, đã có dấu hiệu qua sử dụng bởi vì đây là hàng không phải hàng mới mà. Đấy. Anh xem. Nhưng mà nếu mà nhìn tổng quan ra thì cực kỳ đẹp, rất là đẹp. Nó tương đương hàng Red A. Đấy, anh nhìn mặt A này. Nếu mà hàng đã qua sử dụng mà có tay người chạm vào rồi ấy, thì nó bao giờ sẽ có một các cái vết nhỏ 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 này này. Đấy, nó rất là dễ bám bẩn. Nó rất là dễ bám bẩn bởi vì lớp nhung mà. Đấy. Qua sử dụng nhưng mà mua dưới dạng là hãng người ta bán lại ra thì sẽ yên tâm hơn là mua lại từ người dùng Mỹ. Với mức giá này thì Trung Trần đang phân phối với mức giá là chỉ hơn 16 triệu thôi. Đấy. Ok, em sẽ tiến hành cắm sạc lên cho anh. Với X1 Carbon Gen 9 này thì sẽ chạy là sạc 65W này nhé. Sạc 65W và sạc là sạc Type-C. Đấy, sạc Type-C. Đây nhìn này. Đấy. Thực ra những cái vết này thì em sẽ thường em sẽ dùng cồn, một lớp cồn nhẹ 70 độ em lau đi cho anh là sạch hết. Ok, thì trước khi cắm sạc em sẽ tiến hành là bàn giao máy cho anh nhé. Thì anh Vũ ơi, thì đây sẽ là mặt A của anh nhé. Thì do là sản phẩm cũ cho nên sẽ không có tránh khỏi một số các cái vết xước khá là nhỏ, nó nhỏ thôi. Tí em sẽ dùng cồn em lau đi phát là nhìn nó sẽ sạch bóng luôn. Ok, còn đây sẽ là hông bên trái của máy. Thì với dòng X1 Carbon Gen 9 thì cũng có cổng HDMI này, cổng Type A này, cổng Type C này. Đây cũng là cổng Type C, cổng này thì là cổng sạc luôn. Đây, ở hông bên, ở gáy đằng sau anh nhìn này, cũng không hề có móp vỡ gì nhé. Và hông bên phải, đây là khe cắm khóa Kensington, đây là USB Type A, đây là một sắc tai nghe 3.5, đây là mặt trước của máy nhé, anh xem không hề có móp vỡ gì nhé. Và đây là máy anh Xuân Vũ thì anh cũng có yêu cầu là đọc 4 số sen cuối của máy. Đấy, 4 số sen cuối của máy thì em sẽ đọc cho anh. À, đây, sen number đây. Đây, anh có thể nhìn nhé, đây là Q05S. Q05S anh nhá. Q05S. Đấy. Ok. Thì đây sẽ là sản phẩm ThinkPad X1 Carbon Gen 9. ThinkPad X1 Carbon Gen 9. Đấy. Đây là bên trong của máy anh ạ. Anh nhìn này, bên trong của máy. Đấy. Thì thực ra với những dòng 2021 này thì nó sẽ không phải là hàng mới. Với nó sẽ không phải rơi vào cái trường hợp là hàng clip sản phẩm nữa. Thì đây sẽ là hàng thu hồi lại của các dự án. Em đoán nó sẽ là như vậy. Nhưng mà nhìn tổng thể là rất là đẹp. Tổng thể rất là đẹp. Như là anh đi mua hàng line new ấy. Nhưng mà với mặt hàng refurbished product là buy Lenovo như thế này thì em thấy là nó an toàn hơn. Ok, bây giờ em sẽ tiến hành cân lên cho anh xem là cái dòng X1 Gen 9 này thì nó sẽ là cân nặng là bao nhiêu. Con này thì nhẹ. Ok, em sẽ đưa về là cân này. Đấy. Con này chắc là cân 1. Đấy. Đây, anh có thể nhìn ở đây sẽ là 1,15 cân anh nhé. 1,15 cân. Đấy. 1,15 cân, rất là nhẹ. Cực kỳ nhẹ. Ok, bây em sẽ tiến hành cắm sạc cho anh Xuân Vũ. Xong em khởi động máy lên cho anh. Đấy. Thì khi anh cắm sạc anh sẽ thấy một cái đèn cam, đèn báo sạc đấy. Đấy, đèn cam, đèn báo sạc. Đấy. Những cái vết này em sẽ lau được đấy nhá, lau được hết. Đây là em bóc ra em chưa lau gì luôn. Đấy, ok. Bây giờ sẽ tiến hành là khởi động máy lên cho anh. Đấy.
bàn phím của ThinkPad thì gọi là có trải nghiệm bấm gọi là tuyệt vời nhất rồi. Bàn phím ThinkPad. Bởi vì hãng người ta sẽ ngoài refactory cho mình từ cơ đến điện ra là người ta sẽ refactory cả data đầy đủ hết. Bây giờ Win bung ra sẽ là Win trắng. Và đây sẽ là hàng nhập Mỹ cho nên là sẽ là bung ra sẽ là Win tiếng Anh luôn. Em sẽ gọi là đây, thường em sẽ như em quen dùng cái núm checkpoint này rồi. Đây, layout web. Skip. Đấy. Em sẽ không vào để khai báo. Ok. Set này. Đấy. Em sẽ đặt tên cho anh ở đây, anh sẽ anh Xuân Vũ đi. Ok, next. Password thì em sẽ ở đây em sẽ để trắng cho anh nhé. Password để trắng này. Đấy. Ok, em sẽ xem này. Em xem này. Đó, chỗ này em sẽ skip. Đây sẽ là quá trình bung driver của máy ra anh nhé. Vâng ạ, Win bây giờ thì đã bung ra rồi. Đấy. Ok, thì em sẽ tiến hành là bàn giao lại cho anh về cấu hình nhé. Để sâu vào đây luôn. Bây giờ đang chạy nốt. Ok, đây, anh Vũ ơi, thì đây sẽ là CPU của máy nhé. Đấy. Đây vẫn là đang ở trong quá trình máy sẽ bung nốt các cái phần mềm ra. Đấy. Thì đây sẽ là CPU của máy, con này sẽ chạy là i5-1145G7 nhé. Và có 4 nhân và 8 luồng. Bản máy anh chọn đây sẽ là bản RAM 32GB luôn. Và anh chú ý là đây là RAM, sẽ là RAM hàn chết trên main anh nhé. Cho nên sẽ không nâng cấp được. Và bớt RAM là 4267MHz. Còn đây sẽ là ổ cứng của máy. Ổ cứng của máy thì con này sẽ là SD256GB. Và đây sẽ là cả Intel Iris Xe nhé. Intel Iris Xe. Tiếp theo thì em sẽ search xem cho anh về màn hình DDG. Đây nhé, về màn hình của máy đây. Thì anh có thể xem ở đây là con này có độ phân giải là Full HD. Đấy, tần số quét là 60Hz. Nhưng con này thì sẽ có cảm ứng luôn. Đấy. Thường những màn cảm ứng anh nhìn nhé, nó sẽ là màn gương. Nhưng với con này có cảm ứng nhưng vẫn được màn nhám. Đấy là những cái đặc tính khi mà mình mua các dòng ở phân khúc cao cấp như ThinkPad. Đấy, vẫn được màn nhám mà có cảm ứng luôn. Còn con này thì sẽ có là Windows Hello luôn anh nhé. Tức là cái này vừa có nhận diện khuôn mặt này. Đấy. Và con này có cả vân tay anh nhé. Đấy. Ok, tiếp theo thì đây sẽ là CPU của máy nhé. Chỗ này sẽ là 8 luồng. Bởi vì con này có 4 nhân và 8 luồng anh nhé. Thì như em có thể test được ở đây cho anh. Thì anh có thể xem một phần sign option này. Thì em đã có cài password này, có cài password này và có cài cái pin. Đấy thì khi mà cài hai thằng này xong ấy thì anh có thể nhìn thấy ở đây. Đây sẽ là có cái gọi là Windows Hello gọi là fingerprint. Đây, chính là cái phần này. Đây, chính là phần này. Hiện tại bây giờ phần thì đang vẫn còn dán cái tem này cho nên em chưa bóc ra cho anh. Thì khi mà anh muốn giữ vân tay thì anh nhớ phải bóc cái tem này ra nhé. Đấy, đấy là một. Tiếp theo thì như ở đây anh có thể nhìn thấy màn hình ở đây là Windows Hello Face. Chính là nhận diện khuôn mặt anh ạ. Ok, tiếp theo thì bên em sẽ tiến hành cài đặt nốt một số phần mềm mà anh yêu cầu. Và tiếp theo bên em sẽ đóng thùng xốp gửi đến bệnh viện Viettel Post, ship đến tận nhà anh Xuân Vũ ở Khánh Hòa nhé. Thì khi anh Vũ nhận được hàng thì anh có thể hoàn toàn so khớp 4 số xe mà em có đọc cho anh và đúng cái máy mà anh sẽ nhận nhé. Và một nữa thì Trung Trần xin cảm ơn anh Xuân Vũ đã luôn tin tưởng ủng hộ Trung Trần ạ.